Tôi sẽ hát như là David xưa. Thì hôm nay ngày nhân ngày đặc biệt của mục sư sinh nhật của mục sư Phan Quang Vinh thì em Jamie sẽ có một bài đánh đàn violon để mà gửi tặng mục sư Phan Quang Vinh cũng như tất cả quý vị. I will sing as David sang. Và cảm ơn anh Minh đã phụ hòa đàn.